Chào mọi người, hôm nay Helen chia sẻ cách làm 5 món ăn sáng cực kỳ dễ làm và dễ dọn rửa, nhưng cũng không kém phần thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho các con. Cùng bắt đầu nha. Món đầu tiên là bánh mì chiên trứng sữa hành. Đây là biến tấu của Helen cho món French Toast để thích nghi với khẩu vị của người Việt. Trước tiên bạn đánh tan trứng trong cái dĩa sau lòng, sau đó đổ sữa vào, nêm một muỗng cà phê mắm, ít tiêu và bột nêm, rồi cho cả hành lá cắt nhỏ vào nữa nhé. Tiếp theo, cho bơ vào chảo đun nóng, cho bơ tan chảy. Sau đó nhúng bánh mì vào hỗn hợp trứng sữa, rồi cho lên chiên vàng hai mặt ở lửa nhỏ. Sau khoảng 1 phút thì bạn có thể lật lại. Chà, nhìn phần bơ sữa bám lên nắp bánh mì cháy xem xém, trông thiệt là ngon. Bạn cho bánh ra dĩa rồi rắc thêm ít trà bông hoặc thịt xông khói nữa là đã có ngay một bữa điểm tâm tràn đầy năng lượng cho con rồi. Món này cả nhà Helen, người lớn hay trẻ con gì cũng đều rất thích. Một gợi ý khác cũng nhanh không kém, đó là món cơm cà chua nấu tóc hành trong nồi cơm điện. Bạn cần có một lon gạo, một quả cà chua lớn, hai muỗng hạt bắp, một ít nấm tươi, vài lát thịt xông khói hoặc xúc xích cắt nhỏ, một ít nước tương và dầu mè. Bạn cứ vo gạo và đổ nước như nấu cơm bình thường. Sau đó lấy khoảng 4 muỗng nước ra, cho vào ít muối, tiêu, bột nêm. Cà chua để nguyên quả, chỉ bỏ cuốn và khứa hình chữ thập lên phần chóp quả. Đặt trái cà này vào giữa nồi cơm và để các nguyên liệu còn lại xung quanh. Sau đó cứ bấm nút nồi cơm điện như nấu cơm bình thường. Khi cơm chín thì cà chua cũng mềm rục. Bạn dùng vá xới lên thật đều, trộn chung cà chua với cơm và các nguyên liệu còn lại. Thêm ít dầu mè cho thật thơm nhé. Món này ăn với ít nước tương Maggi là ngon hết sảy. Nếu còn chút bánh phở thừa của ngày hôm trước thì tại sao không làm thử món phở chiên trứng? Cực kỳ nhanh, đơn giản mà cũng rất ngon nè. Bạn gỡ các sợi phở cho tơi ra, đánh tan hai cái trứng trong chén rồi nêm nếm gia vị, muối, tiêu, bột nêm, nước mắm. Đun nóng ít dầu trong chảo, rồi cho bánh phở vào dàn đều thành một lớp mỏng. Chiên ở lửa nhỏ, cho mặt dưới vàng rộm rồi mới lật lại nha. Bây giờ rưới trứng lên phần bánh phở và chiên thêm vài phút nữa, cho mặt dưới cũng vàng giòn. Rắc thêm hành lá, rồi vớt ra để trên giá cho ráo dầu. Chỉ cần xịt thêm chút tương ớt, kèm thêm ít đồ chua giòn giòn ngọt ngọt là có ngay món ăn sáng, không ngon không lấy tiền. Bạn có biết là bạn cũng có thể nấu mì Ý trong nồi cơm điện không? Nhanh mà ngon không tưởng. Mì nuôi của Ý dạng con sò hoặc dạng ống đều được. Hành tây, cà chua, gia vị gồm có tiêu, muối, ớt bột, ít dầu ô liu, súp lơ xanh, thịt bò. Bạn cho tất cả các nguyên liệu vào nồi cơm điện. Sau đó bạn cứ bấm nút nấu. Sau khoảng 20 phút cà chua mềm rục, cũng là lúc mì nuôi vừa mềm chín tới. Vậy là múc ra dĩa và thưởng thức thôi. Rắc thêm ít phô mai lên mặt rồi dọn ra bàn. Thì cả nhà chắc sẽ tưởng bạn đã dậy rất sớm để nấu món này đó. Cuối cùng là món sô-cô-la chuối trong cốc. Cũng rất dễ và có thể làm trong tích tắc. Nguyên liệu gồm có nửa quả chuối chín, 2 muỗng cà phê đường vàng, 1/2 quả trứng, 3 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh sữa chua, 1 muỗng canh bột mì, 2 muỗng cà phê bột cacao và 1/2 muỗng cà phê bột nổi. Trước tiên bạn nghiền quả chuối ở trong cái cốc, sau đó cho đường, trứng, dầu ăn, sữa chua vào trộn đều cho tan đường. Cuối cùng cho bột mì, bột cacao, bột nổi vào trộn đều lên nữa. Rồi cho cái cốc vào lò vi sóng, quay 2 phút 30 giây ở mức nhiệt cao nhất. Bạn nhớ dùng cái cốc cao chút xíu để đỡ bị trào nhé. Lấy ra ăn nóng hoặc là để nguội rồi xịt kem tươi lên mặt. Nếu thích có thể rắc thêm một ít ngũ cốc Coco Crunch lên trên để thêm chất và thêm giòn. Vừa nhanh, vừa ngon, vừa dễ, ai cũng làm được đúng không nè? Bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất, cho nên mọi người nhớ đừng bỏ bữa nha. Nhớ vào like trang Facebook Helen's Recipes để xem thêm nhiều công thức món ăn Việt Nam nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!